Đất 86 này thì nhiều cái gì đó, nhiều cái tài năng lắm, dễ thương quá ha. Đó, nhanh gọn lẹ, không nói nhiều, điểm cao ngút ngàn chờ may luôn. Ngon lành cành đầu tươi, chốt biêu liền, thấy chưa? Bài thi đó ghê chàng. Ủa sao ít điểm? Không có ít điểm. Điểm gì là cao rồi đó. Chàng ơi, sao mà thầy không chấm khó dữ chờ. Thôi chăm chế nói khó anh chị, thôi tôi cộng 3 điểm đi để cho chúng sanh thiên hạ nó tôi dễ coi. Ồ, cái bức này hay ghê nè. Ghê không? Thấy không? Thấy cái luật không gian nó hút vô nè, đẹp không? Được chưa? Đẹp ghê không? Quá đẹp luôn nè. Thấy ghê chưa? Hello B. Thấy ghê chưa? Nghĩa đẹp quá nè Nghĩa ơi. Thấy không? Như đây là mình lấy điểm cao liền, không khó khăn gì, thấy không? Thầy chấm dễ lắm luôn rồi đó. Đó, y chang không, bởi vì chỉ có một mình các bạn nó tinh ý, hiểu được hết cái tâm tư của thầy Dân thôi. Chưa? Sao chấm thấp vậy thầy? Nè, nguyên sắp bài này vô chấm đi. Tôi giữa chừng hết mực. Tội nghiệp em. Tên gì ạ? Nguyễn Hiệp Thành đó hả? Thôi kệ em. Rồi ok nha chưa? Tôi giữa chừng sơ sài quá, 70 nha. Tiếp. Hình ảnh một cái người đàn bà bên cạnh con chim Hoàng Anh. Rồi con cám. Tên gì đây? Kim Thư vẽ con cám nè. Thấy chưa? Trời ơi. Gì vậy thầy? Ý nghĩa đó em. Con Hoàng Anh nè, con chim Hoàng Anh đó, là con này con cám trong cái gì trơn á, chỉ có con cám nó mới gan vậy thôi. Sao giống thầy dữ vậy thầy? Giống em đó, dễ thương quá, ý nghĩa quá đi, ý nghĩa cuộc sống quá đi. 87 nha chưa? Sao nhìn chấn động dữ vậy thầy? Nhìn giống em đó, ok chưa? Đi chang em luôn, nhìn đẹp y như thầy, bởi vì con mắt của em bị bù lệch ăn rồi đó. Đi chấn thương chỉnh hình đi. Sao mà vô đây bình luận gì đâu mà nhiều câu chấn động dữ vậy? Tiếp. Rồi hết cứu luôn. Tên gì đây? Ngọc Như. Hở ơi, đơn giản chúng tôi là gấu hả? Ba thằng này chơi không được, ra kia chơi. Tiếp. Ồ, ô tô chưa xong mà ngược ngã cuộc đời nghiệt ngã. Hờ ơi, tội nghiệp em dữ vậy em ơi. Minh Huy nữa nè, chưa? Xong cuộc đời rồi, thấy không? Thấy không? Chưa tô nền xong đợi nhiêu điểm. Chưa? Tội nghiệp em quá đi. Tiếp. Rớt. Nè, ít ra phải đựng gì nè, thấy chưa? Nhìn mặt mũi tay chân cũng được. Tên gì đây? Yến Nhi nè. Thấy không? Thấy người ta vẻ đẹp không? Sao mà hãy bắt bẻ quá vậy? Nè, vô chấm đi. Đó. Chàng ơi, nhân vật trong Nguyên Liên Quân đó mấy bạn, trời đỉnh cao luôn, thấy không? Quá đẹp luôn nè, thấy chưa? Đơn giản vậy thì cho điểm cao liền, thấy không? Đâu khó khăn gì, chưa? Điểm là điểm câu cao không đó, không khó miếng nào hết trơn. À né hả thầy? Các bạn nào biết tên của nhân vật này, các bạn bình luận bên dưới cho thầy biết với nha. Và nhớ đăng ký kênh cho thầy đó. Yêu các bạn nhiều lắm. Sao thầy không lem trừ điểm, trừ 3. Rồi ok xong ha. Tô boy sơ xài trừ thêm 3. Ok, chúc mừng em. Điểm em vẽ là hai cái vòng tròn mà làm cơm ba mà không được tròn nữa. Làm mỗi cái em được 10 điểm, 10 điểm 3 cái 30, ke chữ nữa là được 5 điểm, 35. 35 điểm công vẽ cho thêm 5 là 40. 40 trừ 6 điểm còn lại 3. 34 đó. Tô tính điểm đàng hoàng tử tế, cộng thêm 2 điểm nữa nè, là được chuẩn bị được cái tờ giấy trắng để vẽ. Chúc mừng em nha chưa đó. Khi mà mình căng đông đo điểm các bạn ha, thì mình thấy cái số điểm sẽ tương đối hơn. Tiếp. Tôi thấy nó hợp lý rồi đó. Ông ác nhất cái thứ tốt này đó ông Văn. Ừ đúng rồi em ơi, cảm ơn em khen thầy nha. Thầy vui lắm, không gì sánh bằng luôn đó. Rất là vui nha chưa. Tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Doraemon cái đầu bị mớ. Tên gì đây? Như Quỳnh hay ghét. Rồi, ra kia chơi. Nhanh gọn lẹ lắm em ơi, chấm điểm cực kỳ nhanh, không cần đông gì á, không có khó khăn gì hết trơn. Thầy ở Doraemon bị nhiễm mỡ hả thầy? Nó nhiễm mỡ của em đó. Gơi không? Đẹp quá nè. Nguyễn Anh Thư nè, đẹp không? Gơi không? Vẽ tranh đô đồ nè, thấy chưa? Đơn giản nè, đó. Đơn giản mình cho 98 điểm. Đó, đơn giản cho 98 điểm là xong liền, thấy không?
về truyền thái y lên cho thầy nha chưa. Tôi thấy là nhiều chai nước biển đang chờ em truyền vào dữ lắm rồi đó. Ủa sao thầy ác dữ vậy thầy? Trời ơi, vì tôi thích. Thấy người ta dễ đẹp không? À như mấy em ngồi với em nói tôi khó khăn không à, trong khi tôi chấm dễ gần chết luôn. Không ai có thể nào mà dễ qua được tôi luôn đó, tôi nói thiệt luôn đó. Dễ không? Cộng thì ít mà trừ thì nhiều. Em nói cái gì vậy Khánh Hà? Em muốn sao? Tên là Thủy Tiên đó hả? Chàng ơi, cỏ không màu, mây không màu, bầu trời không màu, hoa không màu, cửa không màu, em bạc màu. Thiệt. Hiếu viền nét đẩy sâu, em bị trừ 5 điểm. Không, trừ 10 điểm luôn đi. À Đặng Kiệt đó hả, trộn em này hả. Em này cũng được. Em này thì tôi nhìn tên thôi chứ tôi không nhớ mặt. Được nha, yeah. 100 nhưng thôi còn 95. Thầy đã dùng thước trừ điểm. Ừ, dùng thước trừ 2. Rồi chúc mừng em. Cảm ơn các bạn nào đã nhắc thầy vậy. Cảm ơn em rất là nhiều nha chưa. Ừ, đẹp quá. Tiếp. Đó, thấy chưa, quá đẹp luôn. Tiếp đi. Nguyễn Quỳnh Như, em Hiếu ghi tên lớp em bị trừ 2 điểm nha chưa. Tôi ghi giùm em, tôi tốn hơn miếng mực nè. Xấu lắm thầy ơi. Ok. Này. Nè, xấu thì mình cho điểm thấp. Tên, à, tính cho bạn là 80 mấy điểm, 82. Nhưng mà bạn nói là giả xấu lắm thầy ơi, thành ra còn 80. Trừ 1 điểm nữa là thầy ghi giùm cái tên lớp, thành ra mình còn 70. 79. Nè, thấy chưa, đàng hoàng luôn, quá đẹp luôn. Thầy chưa áp bằng em đâu thầy ơi, bỏ vậy ngộ quá. Công nhận ha, thành thật chứ rồi bị trừ điểm, ai mượn. Ai mượn ghi. Thầy khó khăn thấy ghê vậy đó. Chàng mà đặt cu te hột me nữa ha. Tên gì đây, Hoàng Thanh nè. Ghê không, đẹp chưa, quá đẹp luôn nè. Đó, thấy không, tôi chấm điểm khó khăn gì. Không hề khó luôn đó. Bức này đẹp dữ vậy thầy. Đúng rồi, đẹp giống thầy đó. Chưa, tiếp nè. Ý chèn ơi, fan của Sky. Ai là Sky, giơ tay lên. Giơ tay lên các em ơi nè. Thấy chưa, fan cứng đó. Rồi không, đẹp không. Sao nhìn thấy cưng vậy thầy. Đúng rồi, nhìn giống thầy đó. Thầy cũng thấy cưng y chang vậy. Rồi không. Ai sợ thì đi về. Mắc gì sợ em ơi, bình thường. Chưa, tiếp. Sao mà cái tóc bả bị bớt dữ vậy trời. Tên gì đây, Trương Gia Mẫn. Đỉnh chưa. Thấy không, tôi chấm điểm dễ ẹt luôn. Thầy ơi thầy, cái này mà không được 90 điểm em buồn lắm nè. 87. Buồn chưa. Cậy em. Sao kỳ với thầy. Thầy chơi đố đi, thầy cộng điểm được không thầy. Trời, cái bài này mà đố gì nữa. Nó dễ ẹt không có đố nữa. Đố nữa là mấy em lấy giải hết trơn không được. Nó rất là dễ luôn đó. Đố cái gì mà đố. Không có đố gì đây hết trơn á. Từ từ nha. Khổ ghê vậy đó. Rồi, bây giờ mà muốn đố phải không? Rồi ok, nếu như mà các bạn trả lời đúng thầy cộng cho bài này thêm 2 điểm nữa. Rồi ok nha. Thầy đố mấy em nha chưa. Rồi. Từ từ tôi lựa câu nào khó khó tôi đọc cho nghe. Rồi câu này đi. Câu này đi ha. Từ từ. Nhân vật nào sau đây không nằm trong danh sách blog của Trần My? A. Kim Ma Lai. B. Diệp Chi. C. Gia Khánh. D. Linda. Nhân vật nào? Nhân vật nào vậy mấy em? Nhân vật nào lẻ lên? Nhân vật nào? Linda hả? Trời sao hay quá vậy. Nhưng mà bạn trả lời đầu tiên là chọn đáp án A rồi, cho nên là đáp án A là đáp án sai. Thành ra bài này không được cộng điểm. Đáp án đúng là đáp án Linda nha. Ok, chúc mừng em nha chưa. Tiếp. Sai rồi. Đại diện trả lời sai là coi như sai rồi. Là mình đâu có được cộng điểm đâu đúng không. Ai mà báo dữ vậy thầy. Không có báo bọng dữ đây hết trơn, đúng thôi. Tiếp. Rồi không.
Gì chờ? Nguyễn Bảo Nam đó hả? Tôi không tin đây trên lớp 8 luôn đó. Rồi gớt. Tiếp. Ồ, vô tranh này đẹp nè, cái tay kỹ chở. Chuyện ở Ngọc Bích. Gì nè, xong rồi, gớt rồi. Gớt rồi em ơi em. Gớt rồi. Rồi. Nhanh gọn lẹ ha. Lấy điểm nhiều đó được. Thầy ơi, 96 đi thầy. No. No. Điểm này là cao lắm rồi đó. Chưa thấy mặt của thầy ha. Một đống clip đó không thấy. Tiếp. Văn Lộc nè. Gơi không? Quá đẹp luôn nè. Đó, đẹp quá tuyệt vời luôn. Gơi không? Nhìn vô là biết tranh đẹp rồi. Đẹp không? Tuyệt vời. Tiếp. Ồ, U Đức Hùng vẽ cái thiết kế trong mơ luôn nè. Đẹp dữ vậy ta ơi. Ồ, riêng cái bài về tranh kiến trúc là thầy cho phép được dùng thước. Ok các bạn ha. Quá đẹp luôn. Căn nhà của thầy hả thầy? Phải đường gì cũng đỡ. Đẹp quá đi, thấy không? Điểm cao liền, dễ ghê. Lúc nào thầy cũng nói thầy dễ mà dễ rớt không? Ừ đúng. Ghê chờ. Con bướm. Cái bông, cái bông. 1, 2, 3, 4, 5 con cò xếp hàng ngang luôn, ghê chờ. Tên gì đây? Chàng ở Thanh Trúc tưởng ai? Ghê không? Đẹp không? Bài vẽ quá đẹp luôn, quá là tinh tế luôn, cái bút hết mực luôn nè. Ghê không? Bút hết mực luôn này. Chán ghê. Có hai cây à, mà còn gì nữa đó. Nó, thấy không? Nhanh gọn lẹ không nói nhiều, ghê không? Thầy ơi, cò bay thẳng cánh đó thầy ơi, giống ruộng nhà em phải không? Đất ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh phải không? Thi giữa kỳ mẹ thôi em 10 điểm hả? Kệ em, ai hỏi? Tôi đâu có hỏi đâu, ai mượn? Đó, bài vẽ đơn giản này thấy chưa? Thấy không? Lấy điểm cao liền. Khó khăn gì, tên gì ạ? Nguyễn Quốc Anh đó hả? Nè, đẹp ghê không? Thấy không? Cái bài này nè là biết là cái này dịp lễ gì không? Cái này là Happy Birthday Chu. Ấy lộn. Cái bài này là dịp Noel. Lộn. Hát lộn bài. Các bạn thông cảm nha chưa? Ừ, thông cảm cho thầy. Ok ha. Ừ. Bài này được 97 điểm, xuất sắc. Lớp mấy vậy thầy? Lớp 8 nha. Ok. Ừ. Đó, quá đẹp luôn. Ok chưa? Quá đẹp luôn nè. Ai mà vẽ đẹp được? Mấy bạn vẽ được không? Thầy em tưởng lớp 2 đó. Ừ, đúng rồi. Em đó. Em vẽ mà em nói hoài. Cho anh em dễ em giả bộn dung khai báo sai hoài, ngộ ghê. Tên gì đây? Hiên Huy là lớp trưởng nè, các em này nhiều chuyện lắm nè. Bài này em không có sử dụng thước nên thầy chấm nhẹ tay cho em thôi nha. Chờ I love you Chu Cà Mo nữa nè, bài đặc quá ha. Dễ thương quá, chờ không sử dụng thước mà bạn tự vẽ luôn nè. Quá đẹp và tuyệt vời luôn. Dễ thương quá đi, trong chăm. Hello, tôi kể về các em này cho em nghe. Hiền Khô, mà cái tướng đó ha. Nặng 65kg, 1m7 hả? 1m68 hay 69 gì đó. Tướng cũng đô đô coi coi con vậy đó. Mà anh này nè, ảnh nói chuyện hiền khô à. Cái miệng của ảnh như bé 7 vậy đó. Như là mấy cái bà mà đi đòi nợ đồ đó. Ừ. Như mấy cái bà mà camera chạy bằng cơm mà mấy bà hàng xóm gần nhà thầy đồ đó. Ừ, giống vậy đó. Ừ, cái tướng cũng được dữ lắm. Ừ. Trong trăm điểm. Ghê không? Quá đẹp luôn. Thầy ơi thầy, sao thầy chấm điểm mà thầy cứ bóc phốt tụi nhỏ hoài vậy thầy? Ủa? Tôi kể thôi mà, tôi nói cái gì mà bóc phốt? Tôi có chê cái gì chưa? À, không hề chê một miếng nào luôn đó. Người ta khen ngợi không biết hả? Thấy vẽ này là cái gì không? Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấy không? Bạn có tinh thần yêu nước rất là cao chưa? Không thể nào mà chấp nhận được. Các em nói tôi như vậy, tôi không thể nào chấp nhận được. Nhân vật bay mát hả? Đẹp quá vậy. Cái con này hình như là nó ở cái chỗ mà Digamon ở đâu đây nè, ở Gò Vấp á. Ngọc Trinh nè, gì chờ. Chàng ở tranh của Ngọc Trinh vẽ đó hả? Ngọc Trinh, ghê không? Hôm nay các bạn được chiêm ngưỡng tài năng của Ngọc Trinh rồi đó. Không phải muốn được xem tranh của Ngọc Trinh là xem đâu nha chưa. Thầy ơi dùng thước trừ điểm đi thầy. Tội nghiệp. Kệ, vẽ mấy cái này cho phép dùng thước. Kệ, tội nghiệp lắm. Ừ. Tội nghiệp quá em ơi. Quá trời tội nghiệp luôn. Rồi ok ha. Rồi điểm cao liền. Cao bay xa chạy đó. Đó phải vẽ được gì tốt ghê nè. Rất là nghệ thuật nè, thấy chưa? Nè, thấy chưa? Đẹp trai không? Đẹp gái chưa? Phán diễn quá được. Thờ ơi, bức tranh đẹp ghê hồn chưa? Bức tranh này nè, thầy khuyến cáo nha.
em nên treo ở bên dưới cái cầu thang nhà của em. Vì sao hả? Vì mỗi khi mà đêm tối em mà đi tiểu rồi đó, em đi xuống phòng đó, em đừng có bật đèn lên, em treo thêm trước cái gì nè, thầy chỉ cho em đóng khung bức tranh này lại, em để trước cái khung này luôn là một cái bát hương, hai bên là dĩa trái cây, bên đây là cái đèn cầy đó. Mà cái khung không phải là cái khung bình thường sang sang nha, cái khung mà kiểu cổ kính rồi đó, giống như là treo trong lâu đài rồi đó. Ừ rồi, em đừng bật đèn, mình đi bằng cái ánh sáng le lói của cái ngọn đèn mà cái đèn cầy đó. Cái em đi xuống, cái em đi ngang bả, cái bả nói gì nè, đẹp không chị, đẹp không đó, nhìn đẹp mà chưa, em nhìn em muốn chẹo cái cổ luôn thầy ơi. Đó là em thôi chứ người ta đâu có bị chẹo đâu, ghê không, rất là nghệ thuật nha, đẹp không, rất là đẹp nha, tinh tế chưa, một bức tranh rất là tuyệt vời nhá, ghê chưa, quá đẹp luôn nè, cái cổ ba bốn ngấn luôn nè, thấy ghê, đúng là con quỷ. Tiếp, bức tranh xanh lè xanh lét vậy, tên gì đây, Lê Nhật Tiên đó hả, bà vẽ tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời luôn đó, tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời là tuyệt vọng đó em. Ừ. Rồi 50, nhanh gọn lẹ luôn nè, không nói nhiều luôn đó, quá đẹp và quá tuyệt vời luôn, thấy không, xuất sắc toàn diện. Cái này phải lớp 8 vẽ không thầy, trời ơi em nói cái gì vậy trời, thánh thần thiên ơi, dùng thước trừ 10 điểm, tên gì đây, tấn tài tấn lộc tấn bình an, tính cho là 60 điểm rồi, nhưng mà thôi còn 50, thấy không, nhanh gọn lẹ luôn, thấy chưa chưa, quá đẹp thầy ơi, em nhìn tưởng căn nhà ma không đó. Ồ, nhà em nói gì vậy. Tiếp nè, bảo đạt, ủa hôm nay vẽ được gì tốt dữ không, thấy chưa, quá đẹp luôn nè, thấy không, điểm tôi cho cao liền, thấy ghê chưa. Nhiêu đây lấy 80 điểm, hay không, không được em ơi, 78 thôi. Vì sao hả? Vì méo mó trừ điểm muốn nó nhiều. Cái cột gì mà kỳ vậy thầy? Chứ làm sao? Một lát coi lại trừ tiếp nữa nè. Ồ, Bích Ngân nè. Em thấy một cái bài nó rất là hay không? Thấy chưa? Rất là đậm phong cách riêng không? Thấy chưa? Lâu lâu mới được bài xịn như thế này luôn đó. Đẹp không? Đẹp quá. Thấy chưa? 99 điểm. Tên gì đây? Bích Ngân được 99 điểm. Tuyệt vời. Ủa thầy sao cái bài đẹp cho 99 điểm? Ủa? Bài đẹp là hàng chính. Số 99 là con số lớn nhất trong hàng chính. Còn số 100 là con số nhỏ nhất trong hàng số ba con. Thành ra thầy cho em số điểm cao nhất là con số 99 là đúng rồi. Chèn nó kỳ quá vậy. À, đúng không? Chứ gì nữa. Ơi Trần Đức Bo nổi lên gắn liền với cái câu nói nào? Nhanh lên, các bạn nào bình luận nhanh nhất bên dưới cho thầy biết với nha. Lẹ lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có bạn trả lời đúng rồi, sửa soạn nói sai nhưng mà còn một giây cuối cùng, có bạn trả lời là mèo méo meo mèo meo, chính xác, ghi đầy đủ mèo méo meo mèo meo là 5 chữ là đúng, ok chưa, chèn ơ quá tốt luôn, còn ghi mèo meo là không tính nha. Ừ chăm, thấy không, thầy chấm điểm dễ không, trong quá trình chấm điểm mà còn có sự trợ giúp của người thân, ghê chưa, có sự hỗ trợ của khán giả, ghê không, tính ra bài thi của thầy dễ đậu ghê chứ bộ, đậu đột che đó em. Ừ, em không nhờ người ta trả lời giùm làm gớt. Ừ tiếp, cái bạn này đó hả, Tina đó hả, chèn ơi dữ vậy sao, xúm nhau follow bạn đó đi. Rồi tiếp, bài cuối cùng Bảo Lam, chờ thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2020 mấy, hí gơi chờ, tôi tưởng em ghi cái gì vậy, ấy chèn đẹp dữ vậy, chỗ đẹp dữ mấy em ơi, tao nói chỉnh cái xin tu cỡ đó đó, tao thường đâu, Tyler Wheat đó hả, Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi sợ giùm em. Các eo là sợ nhất cuộc đời nha. Đáng sợ thì sự kinh khủng khiếp. Dễ thương quá ha, chầm. Thấy chưa? Bài vẽ đơn giản mà đẹp Bảo Lam, thấy không? Bài không đẹp mà Bảo Lam cũng đẹp nữa. Thấy chưa? Ở lộn, bài đẹp nha Bảo Lam, nhầm. Thầy nói gì vậy? Bạn rất là dễ thương luôn. Ở trên lớp bạn cũng hiền khô à mấy em ơi. Hiền khô mà chịu khó làm bài dữ lắm. Thầy ơi thầy, ghi sai tên thầy trừ điểm đi. Từ từ. Rồi đúng rồi. Em ghi sai tên rồi em ơi. Rồi còn 98 điểm thôi. Quên. Cảm ơn các em vì đã nhắc tôi nha. Ừ, 98 nha chưa. Ghi tay sai tên cái chữ quýt rồi. Rồi còn trừ còn 98 điểm. Chúc mừng em nha chưa. Quá đẹp luôn nè. Sao ai mà ác dữ vậy trời. Không có ác. Thấy không, chúc mừng. Bức tranh này đẹp nhất nè. Đó. Đẹp không? Thầy ơi, ghi đúng sợ bị bản quyền. Cái bản quyền nào đăng ký tên Tyler Whip vậy? Cái giấy khai sinh đó hả? Ghê không? Đẹp không? Chàng ở điểm cao cao không đó. Tiếp. Trong những cuộc live stream thì thầy là người ác nhất đó. Chàng ở cái này mà 87 điểm tội nghiệp không trời. Sao có 87 điểm vậy? Cộng thêm 3 đi, tội nghiệp quá. Cái này mình vậy mà 87 điểm chàng. Tội nghiệp dữ chưa? Ủa 89 điểm nè. Chưa? Nó đẹp không? Cái gì? Cái bài này mà 84 điểm hả? Trừ 2. Bài này dễ thương quá, cộng thêm 3 đi. Rồi ok. Tiếp. Rồi. Rồi. Cái gì cái bài này bằng 70 điểm hả? Rồi. 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 Tội nghiệp quá, lên 94. Cái này mà 55 điểm hả? 50. Rồi. Ừ. Này nhiêu? Từ 87 điểm hả? Được rồi. Cái này 70 điểm hả? No, 67. À. Chờ cái này mà 85 điểm hả? Chăm chế thôi đó. Rồi 78 rồi, ok được, thấy không? Thôi chăm chế này cộng thêm 2 nữa đi. Đó. Xả vàng tối nghỉ về đi Mỹ. Nhanh gọn lẹ luôn, chấm xong rồi đó. Nhanh chưa? Thấy ghê chưa? Chấm 2 lớp mà gần 1 tiếng đồng hồ. Ghê thiệt. Không thể nào tưởng tượng được luôn đó. Sao thầy không cộng điểm cho Doraemon? No. Không trừ 10 điểm là hên. Kinh khủng khiếp. Ghê chưa? Cảm ơn các bạn đã xem nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn.